Hello, xin chào anh chị, quý vị và các bạn. Đây là con Vios 2012 em vừa mua xong, vừa ra khỏi nhà bác chủ thì em quay video luôn cho các bác này. Xe bác ấy giữ rất là sạch. Các bác nhìn qua cái vỏ và nội thất thì bác biết rồi. Xe hay là bác ấy xác định bán cho em, bác ấy rửa đi thì em cũng không rõ, nhưng mà nhìn thấy nó rất sạch. Đấy, toàn bộ gầm bệ này, rồi là thân vỏ, rồi la răng lốp dép mới lắm. Nói chung là con xe này thì khẳng định luôn là bác chủ bác ấy rất là giữ. Bác ấy bảo luôn là bác ấy quá giữ xe luôn. Một chủ tôi mua mới từ đầu nhá, mua mới từ đầu luôn. Đây, gầm này. Đấy, mới từ đầu. Các bác nhìn thấy cái táp ly, các bác thích con xe này luôn. Đấy, táp ly nỉ này, độ sần này. Đấy, từ những cái chỗ nắm tay này nó vẫn còn sần này, cho đến bộ da ghế và bộ trần nỉ nguyên bản. Nội thất trong xe 2012 em vừa mua xong, thì em quay video chi tiết luôn cho các bác. Đấy, đây, từ những cái táp ly độ sần này. Bởi vì là con xe mà đằng sau ít người ngồi, kể cả đằng trước nó cũng đẹp luôn, thì nó cái tay nó sẽ ít mở này. Còn nếu chạy taxi dịch vụ nó mở nhiều, cầm này nhiều nhá, đưa ra đưa vào nhiều nó sẽ nhẵn hết. Và từ những cái táp ly nỉ này, sạch bóng luôn. Độ tất trong xe này, con xe này mới lắm. Nói chung là đây nó là hàng hiếm rồi. Đấy, từ những cái cửa lái đây, cửa lái là cái cửa mở nhiều nhất thì nó sẽ bóng hơn một chút. Đấy, nhưng tất cả những cái logo nút bấm này, táp ly này, độ sần này, đó, từ những cái nút bấm này và từ cái vành vô lăng cho đến củ số rồi, và toàn bộ nội thất trong xe cũng như là táp ly xe thì nó quá mới rồi, kể cả từ da ghế này. Đấy, từ bản lề keo chỉ cột keo sản xuất 2012 nhá, 2012. Đấy, loại này thì siêu bền bỉ và nồi đồng cối đá rồi. Đấy, đây máy đang nổ bật cả điều hòa này, máy zin led luôn. Đấy, máy zin led luôn từ mặt máy đó. Con này đây là em còn chưa dọn nên bác ấy đi còn không bẩn khoang máy. Con này thì nó chỉ ba em và em rửa ráy qua phát là quá ok luôn cho anh chị và các bác. Đấy, vành vô lăng này, kính còi này, đẹp dã man luôn. Đấy, màn hình cam hành trình này. Đấy, cam hành trình nét cam. Đó. Con này đây, giấy tờ chủ mã đây. Đó là xe một chủ em vừa mua xong. Đấy, đây. Một chủ Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đây, đăng ký 19 tháng 11 năm 2012, cuối năm 2012 rồi. Đấy, đăng kiểm thì rất dài. Vừa khám một năm tháng 8 xong. Đấy, đây đăng kiểm đây, tháng 8 năm 2024, một chủ số mới trần nỉ đây. Vậy thì đây nó sẽ là một con hàng hiếm cho anh chị và các bác với tầm khuôn hơn 200. Đấy, nếu các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em. Sau đây thì em sẽ về cửa hàng để chụp ảnh cũng như là dọn dẹp và rửa ráy cân đối xem cần dọn những gì để trước khi bàn giao cho các bác. Căm lùi đủ hết các bác nhé, căm lùi đủ hết. Đấy, các bác có nhu cầu mà tìm một con Vios 2012 mà tầm hơn 200 thì liên hệ trực tiếp với em, hoặc là có xe muốn bán thì nhớ gửi ảnh qua Zalo và Alo cho em nhé.